toàn quốc tăng cường phòng chống dịch bệnh trong mùa đông. Bộ Y tế đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường phòng chống dịch, nhất là trong điều kiện thời tiết hiện nay. Mới đây, Bộ Y tế nhận định khí hậu mùa đông là điều kiện rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp nếu không quyết liệt phòng chống. Từ đây, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố huy động nguồn lực, sự tham gia trong phòng chống dịch, nhất là hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19. Cấp tỉnh phải giao trách nhiệm cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã về thực hiện phòng chống dịch, đảm bảo tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế cần đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời kiểm soát và đánh giá tốt nguy cơ dịch bệnh, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng. Đối với công tác điều trị, Sở Y tế các địa phương còn chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phân tuyến tiếp nhận cấp cứu điều trị người bệnh, tránh lây nhiễm chéo, hạn chế tử vong do dịch bệnh. Mặt khác, còn có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới tránh tình trạng quá tải bệnh viện. Thường xuyên cập nhật thống kê số lượng và tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng, nhất là các nhóm người bệnh dễ tổn thương như là phụ nữ có thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi trên địa bàn. Từ đó có kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các tình huống nguy kịch. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân và tổ chức các đoàn kiểm tra thường xuyên, giám sát, đánh giá, chỉ đạo các đơn vị trong hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục trường học. Tại các trường học, nếu phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện ăn chín uống chín, an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc gia cầm. Đề phòng chống các dịch bệnh lây từ động vật sang người, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các đàn gia súc gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật, xử lý triệt để ổ dịch. Tăng cường kiểm tra ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh nhập lậu không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.